Thưa quý vị, tối qua ngày 17 tháng 9 tại thành phố Tân An, Quỹ ban nhân dân tỉnh Long An long trọng tổ chức khai mạc tuần văn hóa du lịch tỉnh Long An năm 2022 với chủ đề Long An khát vọng sông Vàm. Đến dự có nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng và đại diện các bộ ngành Trung ương về phía tỉnh Long An đến dự có Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đây là lần đầu tiên tỉnh Long An tổ chức tuần văn hóa du lịch. Sự kiện được kỳ vọng sẽ là bước chạy đà cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Long An trong năm 2022, góp phần hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuần văn hóa du lịch tỉnh Long An năm 2022 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 năm 2022 với nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh dùng đất con người, bản sắc văn hóa, các dịch vụ du lịch và ẩm thực đặc trưng của tỉnh Long An với chuỗi 13 hoạt động đa dạng phong phú cùng thông điệp du lịch Long An an toàn thân thiện hấp dẫn. Tuần gian quá du lịch là cơ hội cho các khu di tích, điểm tham quan, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá các thương hiệu sản phẩm. Trong đó có những hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân như không gian trò chơi dân gian và trò chơi tuổi thơ miền quê, giao lưu đần ca tài tử và triển lãm ảnh, lễ hội ẩm thực đường phố, nghề truyền thống gắn với hội chợ triển lãm sản phẩm ô cốp tỉnh Long An năm 2022, giải Long An Marathon 2022 về Đồng Tháp 10 chung kết cuộc thi Hoa khôi sông Giàm, hội thảo phát triển bền vững du lịch Long An giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, không chỉ trong thời gian của tuần văn hóa du lịch mà xuyên suốt trong thời gian tới, tỉnh Long An sẽ tăng cường quảng bá đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mở ra hướng đi mới để đánh thức tiềm năng du lịch tỉnh nhà, đặc biệt sẽ xây dựng tốt hơn hình ảnh người Long An hiếu khách văn minh lịch sự, tạo điều kiện mở rộng giao lưu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đưa hình ảnh của Long An đến gần hơn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Ngay sau lễ khai mạc và chương trình văn nghệ, đông đảo người dân và du khách hào hứng thưởng thức màn trình diễn pháo hoa chào mừng tuần văn quá du lịch năm 2022, những loạt pháo hoa đầy sắc màu trên bầu trời trong niềm vui phấn khởi của nhiều người. Đây là lần bắn pháo hoa trở lại sau hơn một năm tỉnh Long An không thể tổ chức vì đại dịch COVID-19.